Xin chào anh chị các bạn, trở lại với trên ống xe hơi. Hôm nay thì em quay cái Ranger XLS, đây là bản một cầu số động màu đỏ nhé. Màu đỏ cam này thì mới ra mắt vào khoảng 1-2 tháng đầu năm, giờ là khoảng tháng 4 năm 2023. Thì giá niêm yết của cái mẫu Ranger XLS AT này và một số đầu Ranger trong tháng 5 thì sẽ có sự thay đổi nhé. Cụ thể thì với cái bản này thì khả năng ở bên em sẽ tăng đâu đó vào khoảng 19 triệu lên thành 707 triệu đồng. Giá này thì chưa bao gồm khuyến mại và chi phí lăn bánh kèm theo. Đó, thì để lăn bánh mẫu xe này thì mình vẫn đóng thuế là 6% giá trị xe. Với các tỉnh ở địa phương thu mức thuế là 10% xe con. Với Hà Nội hay một số tỉnh như là Lạng Sơn, Quảng Ninh thì sẽ là 7,2% nhé. Mức thuế đâu đó vào khoảng từ 41 đến 45 triệu đồng. Kèm theo đó là khoảng tầm 5 đến 7 triệu tiền đăng ký đăng kiểm. Đó, thì chúng ta mất vào khoảng gọi là dàn 50 triệu, đúng không ạ? Xe này thì lăn bánh thời điểm này trong tháng 4 trừ khuyến mại các thứ đi thì vẫn khoảng hơn 700 một chút nhá. Cụ thể như nào thì các bác liên hệ trực tiếp qua Zalo trên màn hình giúp em, vì bên em thì theo quy định về chào giá thì sẽ không chào trực tiếp giá bán khuyến mại trên cái video này nhá. Đó, thì hết tháng này thì ở bên em sẽ tăng một số đầu cao cấp như là Ranger Wildtrak hay là XLT cũng sẽ có sự thay đổi nhé. Ngoài ra thì cũng sẽ có một bản mới là bản Ranger Sport. Ngày thì chưa có thông tin cụ thể về cấu hình xe, có thì em sẽ update cho các bác. Ranger một cầu XLS AT tháng này đang là 688 triệu đồng giá niêm yết nhé. Sang tháng là 707 triệu, mức tăng khoảng 19-20 triệu. Vì chưa có xe mới nâng cấp thì bọn em cũng chưa quay. Rồi, về với cái xe này thì mình có một chiếc xe một cầu số động, hai màn hình đầy đủ nhá. Camera lùi zin cũng có theo xe, chỉ tiếc là nó chưa có cảm biến lùi, cảm biến trước hay là ghế da thôi. Đây là ghế nỉ nhá. Xe thì mình cũng chỉ những cái tính năng, những cái option nó thiếu như này thì mình chỉ cần làm thêm một chút về trong gói khuyến mại, kể cả cái lót thùng cao su nhé. Nguyên bản thì nó sẽ không có lót thùng cao su như là truy tông hay là hai lắc mới như bây giờ. Đó, bản này thì chúng ta không có cửa gió điều hòa sau. Đó, các bác có nhu cầu thì alo trực tiếp qua màn hình giúp em để bên em báo giá đầy đủ các phiên bản nhé. Ngoài ra thì vẫn có đầy đủ những cái đầu xe như là XLT này, XL này, Wildtrak này. Đó, mình có thể cân đối tham khảo thêm. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.